Hello, chào bà con, chào các bạn nha. Chúc bà con và các bạn thật là nhiều sức khỏe nha. Thì có nhiều anh em hỏi là cái vấn đề là heo nái mà mình phối hoài á, nó không đậu. Với cái vấn đề là con heo nái mà nó tách con rồi nhưng mà nó không lên giống thì phải làm sao? Bây giờ em trả lời cái vấn đề là con heo nái mà tách con rồi mà nó không chịu lên giống thì mình phải làm sao nha. Thứ nhất là mình phải thay đổi khẩu phần ăn của nó. Thay đổi khẩu phần ăn của nó, tức là bà con đang cho nó ăn khoảng khoảng 2 kg thì bà con phải sụt lại 1 kg nha. Phải sụt lại cho nó ăn 1 kg thôi và cho ăn liên tục trong 7 ngày nha, trong 7 ngày cho ăn liên tục trong 7 ngày nha. Chỉ 1 kg thôi. Rồi và trong 7 ngày đó thì mình mua cái thằng Silene đó, Silene mình cho nó ăn thêm. Trong ăn 7 ngày liên tục. Rồi bắt đầu qua 7 ngày mình sẽ cho nó ăn lên 2 kg nha, cho nó ăn lên 2 kg. Qua 7 ngày đó mình cho ăn lên 2 kg, 2 kg liên tục. 2 kg liên tục xong mình lại giật xuống nha, lại giật xuống. Lại giật xuống là 7 ngày. Lại giật xuống là 1 kg. 7 ngày đó cho ăn 1 kg nữa. Tức là quy trình nó cứ lặp đi lặp lại vậy đó. Lặp đi lặp lại vậy đó trong đúng 1 tháng. Nha, tức là cho nó ăn phân nửa cái số lượng mà mình cho ăn hàng ngày 7 ngày. Rồi mình cho nó ăn đúng cái số lượng đó 7 ngày. Rồi bắt đầu mình quay lại nha. Quay lại cho nó ăn giảm số lượng phân nửa. Như vậy đó. Và đồng thời mình chọn Silene cho nó ăn nha. Đó. Nếu nếu như có điều kiện nữa thì bà con nên mua một chai tinh. Đó, một chai tinh về mình bơm mình xịt vô trong miệng của nó, hay trong mũi của nó, trong miệng của nó vậy đó nha. Rồi mình lấy cái ống đó, mình lấy cái ống phối đó, mình đút vô khoảng chừng đút vô trong ông hộ của nó đó, giống như mình lúc mình phối vậy đó, nhưng mà mình đút vô khoảng chừng tám tới 10 cm thôi nha, đút vô khoảng đó thôi, đừng đút sâu quá nha, đút vô khoảng đó thôi. Rồi mình bơm nửa chai tinh nó vô nha, bơm nửa chai tinh nó vô luôn trong âm hộ của con heo đó. Bà con nhớ nha, đừng đút sâu quá, đút khoảng chừng 8 tới 10 cm thôi nha, không cần đút sâu quá. Tại vì lúc đó đó là cái cổ tử cung của con heo nó không có mở ra nha, nên là mình không có đút sâu. Đút sâu là nó sẽ bị viêm cái cổ tử cung. Chỉ đút từ 8 tới 10 cm thôi. Để chi? Để mình kích thích nó nha, kích thích nó là trong vòng 1 tháng nó đảm bảo nó sẽ lên. Qua tháng sau nó sẽ lên, đó là nó sẽ lên, chắc ăn nó sẽ lên. Ở những heo nó khó đó, mình chắc ăn nó sẽ lên. Rồi đối với những con heo mà phối hoài nó không đậu thì làm sao? Thì phối hoài không đậu á, thì cũng có rất là nhiều nguyên nhân. Thì bà con nên thử thêm một cách nữa, đó là bà con mua một chai, một hũ bi nha, hũ bi tức là penicillin đó. Penicillin có 2 loại, một loại là 4 triệu là cái đơn vị của nó đó, 4 triệu, và một loại là 2 triệu. Thì bà con về bà con tiêm cho nó, pha tiêm cho nó là 10 cc nha, tiêm cho nó 10 cc trước khi phối giống nha, trước khi phối giống trước khi phối là mình tiêm cho nó. Rồi mà phối không đậu nhiều lần quá thì thôi mình loại thải đi, mình để con khác nha, để con khác. Chứ cái đó thì nó có rất là nhiều nguyên nhân, phải thực tế con heo như thế nào thì em mới chia sẻ được. Thực tế là như thế nào mới được, chứ mình khi mà mình trao đổi qua điện thoại thì nó sẽ không có rõ ràng nha, không rõ ràng và không thể nào chia sẻ được đúng cách mà để cho bà con làm nó đạt.
nha. Thì ở đây em muốn chia sẻ với bà con là những gì mà em đã trải qua và cái kinh nghiệm mà em đi điều trị thì nó đạt, thì em chia sẻ với bà con ha. Thấy nó đạt, nó hiệu quả thì em chia sẻ với bà con thôi nha. À, nhiều khi có những cái cách nói mà có thể bà con không hiểu à, hoặc là bà con hiểu nhầm à, hoặc là gây khó hiểu thì bà con thông cảm giùm em nha. À, thông cảm giùm em, tại vì nhiều khi em diễn tả nó không có được thông suốt á, bà con thông cảm nha. Rồi thì đó là hai cái câu hỏi và hai cái câu trả lời của em đối với con heo nái mà phối hoài không đậu, và con heo nái là nó tách con mà nó không lên giống nha. À, mà đối với con heo mà tách con mà nó không lên giống thì bà con nên chuyển qua cho nó ăn cái con cám của heo nái nuôi con nha bà con. Cám heo nái nuôi con cho nó ăn liên tục luôn, liên tục trong một tháng đó đó, và áp dụng đúng cái quy trình của em chia sẻ với bà con vậy đó nha, là nó sẽ lên giống, chắc ăn nó sẽ lên giống nha. À, nhưng mà bà con phải nhớ như thế này nè. À, đối với những cái con heo mà nó vừa tách ra đó, nó sẽ có cái chu kỳ là nó bị rụng lông, đúng không? Nó bị rụng lông thì cái khi mà cái rụng lông đó nó sẽ qua hết à, nó qua hết cái đợt nó rụng lông đó à, nó lấy sức lại thì nó mới có thể lên giống được nha. À, còn mà nó cứ rụng lông tháng này nó rụng, tháng sau nó rụng hoài là có nghĩa là nó đang thiếu chất nha. Nó đang thiếu chất thì mình phải bổ sung những cái khoáng à, những cái khoáng chất cho nó à, có thể là mình bổ sung vitamin nè, những cái khoáng chất nè, cái axit amin nè à, nói chung là những cái gói mà vitamin tổng hợp đó, nó sẽ có những cái thành phần đó thì mình mua về mình cho nó ăn thêm nha. À, thì à, bởi vậy khi mà chia sẻ đó là phải có cái con heo thực tế nha, và bà con phải khi mà bà con hỏi em á thì bà con phải ghi thực tế nha, là con heo của mình nó có những cái như vậy như không đó thì em mới biết được và em chia sẻ với bà con nó đúng nha, nó đúng và nó hiệu quả nhất đó, là như vậy đó. Rồi vậy thôi, em kết thúc video nãy đây nha. Chúc bà con nhiều sức khỏe và hẹn gặp lại bà con ở những video sau. Bà con nhớ đăng ký theo dõi và ủng hộ em nha. Rồi xin chào và hẹn gặp lại bà con nha.